Thì vào những năm mà đầu 80 á, thì ở hải ngoại không ai mà không biết tới ca sĩ Kim Ngân. Vì đây là một ca sĩ rất là xinh đẹp, hát những bài hát ngoại quốc và những bài hát tiếng Việt rất là nhẹ nhàng, thướt tha. Nhiều người gọi cô là hoa hậu vì vẻ ngoài rất là xinh đẹp, nóng bỏng và quyến rũ. Ngay cả đàn bà con gái còn mê nữa mà. Bài ca mang tên Không đã làm cho cô càng nổi tiếng hơn ở hải ngoại năm 80. Người còn là mưa rơi mênh mông. Nhưng mà đâu có ai ngờ rằng là một ca nữ ca sĩ tuyệt đẹp và duyên dáng này lại có một cuộc đời rất là bạc vận. Cô đã mất trí nhớ, trở thành người điên, sống vô gia cư và lây lách đó đây để xin ăn ở tiểu bang California. Nhiều người rất đau xót cho số phận của cô. Đúng là hồng nhan bạc phận, giống như chuyện Kiều mà Nguyễn Du đã từng viết. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mận khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì bị sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Hôm nay mình cùng các bạn sẽ quay về những năm 80 để tìm lại cái thời vàng son, thời huy hoàng của ca sĩ Kim Ngân đã từng làm cả hàng ngàn trái tim phải si tình và xót xa nhìn lại cuộc sống của Kim Ngân hiện nay. Ca sĩ Kim Ngân, tên thật là Lý Kim Ngân, sinh ngày 6 tháng 6 năm 1963, là một ca sĩ được biết đến là giọng ca ăn khách xinh đẹp và nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại. Vào đầu thập niên năm 1980, ca sĩ Kim Ngân cùng thời với các ca sĩ hải ngoại nổi tiếng như Ngọc Lan, Linda Trang Đài, Thái Tài, Nhật Hạ, Truy Di Phương Trinh. Kim Ngân sang Mỹ từ năm 1975 với mẹ và hai em, một gái, một trai. Năm đó, Kim Ngân 12 tuổi và không thạo tiếng Việt gì lắm. Vì hồi ở Việt Nam, cô chỉ học tiếng Pháp từ lúc 5 tuổi cho tới khi đi Mỹ. Khi chưa rời Việt Nam, gia đình cô từng sống ở đường Hoàng Diệu, quận 4, có mẹ làm tài phán. Đó là tiếng lóng của người Sài Gòn xưa, chỉ người điều phối nhóm vũ nữ cho vợ chồng ông Nguyễn Phúc Ưng Thi, chủ rạp cine Rex ở quận nhất Sài Gòn. Trong ký ức của mẹ ruột, Kim Ngân là một cô gái dễ thương, ngoan ngoãn và có hiếu với mẹ. Hồi nhỏ cô học trường Pháp, được bà thuê thêm cô giáo dạy riêng nên học rất giỏi. Cô hầu như đều ở hạng nhất nhì trong lớp. Từ bé, Kim Ngân đã đáng yêu, ai thấy cũng muốn cưng nựng, từng đi chụp mẫu nhí. Đến năm 1983, cô bắt đầu bước vào con đường nghệ thuật. Và khi đó, người giúp đỡ cô chính là nhạc sĩ Trường Hải. Nhạc sĩ Trường Hải kể lại rằng, bà xã tôi quen với mẹ Kim Ngân là bà Võ Thị Nhơn, có tên Mỹ là Annie. Lúc ấy, Kim Ngân còn trẻ lắm và vô cùng xinh đẹp, mà cũng biết ca chút ít nên tôi mời cháu hát bản Không của Nguyễn Ánh Chính cho cuốn video đầu tiên của Trung tâm Trường Hải tại Hoa Kỳ, mang chủ đề Không. Sản xuất năm 1983 là cuốn video Việt Nam đầu tiên được sản xuất tại hải ngoại. Việc này trở thành bệ phóng đưa Kim Ngân nổi tiếng và gặt hái được nhiều thành công với nhiều ca khúc nổi bật như Tuổi Đá Buồn, Mưa Hồng, Không, Bước Tình Hồng, Đêm Cuối Cùng Bên Anh. Những năm thập niên 80, Kim Ngân trở thành ca sĩ ăn khách và nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại. Theo ca sĩ Giao Linh, Kim Ngân sang Mỹ từ nhỏ, tiếng Anh lưu loát, có lợi thế khi hát những bài hát bằng tiếng Anh. Cùng với hình thể sexy của mình thì khả năng hát nhạc ngoại quốc giúp nữ ca sĩ chiếm được lượng fan hùng hậu, hầu hết là người trẻ. Ông Lê Đức Cường, người hòa âm cho cuốn băng Tình Sử Romeo và Juliet cho biết, Kim Ngân chỉ tham gia hát một bài, cô ấy chưa biết hát. Tuy nhiên album có sự tham gia của nhiều nữ ca sĩ nổi tiếng khác như Ngọc Lan, Thúy Vi, Juliet, Như Mai thì một mình cô ấy hát bình thường cũng không sao. Tôi là người tập cho cô hát từng câu trong cuốn băng đó. Đó là một bài nhạc Mỹ, tôi viết lời Việt cho cô. Cuốn băng Tình Sử Romeo và Juliet ăn khách. Theo ông Cường, không chỉ nhờ dàn ca sĩ nổi tiếng góp mặt mà còn vì hình bìa Kim Ngân xinh đẹp và quyến rũ thời ấy. Dù giọng hát của mình chưa đạt đến mức xuất sắc, thậm chí ở giai đoạn cuối, Kim Ngân còn mở một trung tâm âm nhạc mang tên mình với quy mô khá lớn. Nhưng khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Kim Ngân lại sa ngã, lao vào cuộc sống buông thả, khiến cô dần bị giới nghệ sĩ xa lánh và bị loại khỏi thị trường âm nhạc tại hải ngoại. Kim Ngân kết hôn năm 19 tuổi, ly dị năm 29 tuổi. Thời điểm ấy, mọi thứ cứ ập vào lần lượt. Kim Ngân loay hoay giải quyết việc ly hôn, kinh doanh thua lỗ đến nỗi phải bán cả hàng đĩa mang tên mình để về Los Angeles ở. Cô đưa hai con gái nhỏ của mình về nhà. Khi ấy, mẹ ruột của cô vẫn ở Mỹ, cả gia đình bốn thế hệ sống chung.
Khi ấy, tòa án xử Kim Ngân giữ quyền nuôi con. Chồng cũ được phép thăm con, ông rất thương con nên lần nào đến thăm cũng dẫn hai con đi chơi, đi mua sắm quần áo, đồ chơi. Vì thế, hai bé nằng nặc đòi ở với cha. Kim Ngân dù rất thương con nhưng nghĩ mình làm ăn thất bại, không còn tiền nên để chồng cũ nuôi con. Thời điểm đó, con gái lớn mới vài tuổi, con thứ 1 tuổi. Sau đó mẹ cô về Việt Nam mở một cửa hàng quần áo và đi về giữa hai quốc gia. Trong thời gian này, Kim Ngân có bạn trai mới và mang thai với người này. Không có chuyện Kim Ngân lang thang ngoài đường bị người ta cưỡng hiếp mang bầu, bà Hương đã khẳng định như vậy. Những cú sốc liên tiếp, Kim Ngân gặp phải nhiều sang chấn tâm lý, ảnh hưởng trầm trọng tới thần kinh và trí não. Lâu dần, Kim Ngân trở thành người khác, đi lang thang quanh các khu phố của người Việt tại California. Dù tâm thần, Kim Ngân vẫn nhớ tên thật của mẹ ruột, bà Hương là Võ Thị Nhơn. Theo tiết lộ của mẹ nữ ca sĩ Kim Ngân, trong thời điểm bà ở Việt Nam, Kim Ngân đi hát ở vũ trường tại Canada và gặp sự cố chứng kiến cảnh đẫm máu. Chính sự kiện này khiến cô sợ hãi và sốc tinh thần, bệnh tình ngày càng trầm trọng và cô không cho bất kỳ ai tiếp cận, kể cả mẹ ruột. Thần kinh và não bộ không thể chịu đựng được những cú sốc khá lớn. Cô bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe. Kim Ngân dần phát điên và không nhớ gì về cuộc đời, sự nghiệp, gia đình của mình. Rồi nữ ca sĩ đầy hào quang một thời trở thành kẻ tâm thần, không nhà cửa, ngày đêm lang thang khắp các nẻo đường ở California để ăn xin. Kim Ngân năm nay gần 60 tuổi nhưng trông già hơn rất nhiều. Với chiếc túi đeo trên vai, hàng ngày lang thang trên con phố như một cuộc dạo chơi vô hồn. Vóc dáng gầy gò đen nhẻm, mái tóc bù xù và khuôn mặt nhăn nheo, không ai còn có thể nhận ra được cô ca sĩ quyến rũ ngày nào. Không dừng lại ở đó, cô đôi khi còn chỉ bới mọi người vô cớ. Nhiều anh chị em trong nghề rất muốn giúp đỡ Kim Ngân bằng cách đưa cô tới một viện tâm thần hay nhà tình thương nào đó, nhưng cô nhất quyết không chịu, chỉ thích đi lang thang nay đây mai đó. Chính vì vậy, mọi người cũng không biết làm gì khác ngoài việc thỉnh thoảng cho Kim Ngân đồ ăn, thức uống. Ca sĩ nổi danh một thời hiện nay không còn minh mẫn nữa. Lúc nhớ lúc quên, bà luôn miệng nhắc rất nhiều cái tên và kể những câu chuyện không đầu đuôi, lẫn lộn nhau. Thỉnh thoảng bà hát vu vơ những ca khúc ngày xưa khi còn là ca sĩ. Theo chia sẻ của ca sĩ Tracy Phương Trinh trước đó, ca sĩ Kim Ngân vẫn nhận ra mọi người nhưng không đồng ý ở nhà ai, thậm chí là nhà của hai con gái. Có rất nhiều người muốn giúp chị Kim Ngân nhưng chị ấy không chịu về nhà ai hết, chỉ thích đi lang thang ngoài đường thôi. Thậm chí chính hai đứa con gái của chị ấy dù rất thương mẹ nhưng cũng không cách nào giúp được. Bên cạnh đó, con gái ca sĩ Kim Ngân có ý định đưa cô vào bệnh viện tâm thần nhưng bất thành vì Kim Ngân không đồng ý. Vào năm 2021, Thúy Nga tình cờ gặp nữ ca sĩ Kim Ngân và qua sự tận tình giúp đỡ của Thúy Nga, hiện nay Kim Ngân đã có một chỗ ở ổn định và tinh thần cô ngày một tiến triển hơn trước rất nhiều. Trong một ngày nữ danh hài cùng ca sĩ Kim Ngân đi mua sắm, đi ăn, giúp cho Kim Ngân được thoải mái tinh thần và giúp bà hòa nhập lại với mọi người xung quanh. Cặp đôi Ngân Nga đã trải qua nhiều thử thách gian nan, có khi tuyệt vọng nhưng không vì thế Thúy Nga nản chí, luôn để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả và ngoài nước. Sau đó nữ ca sĩ vang danh một thời được người thân đón về sống cùng. Đến tháng 8 năm 2022, trên kênh YouTube cá nhân của danh hài Thúy Nga có đăng tải một clip ghi lại cảnh bất ngờ hội ngộ đàn chị. Xuất hiện trong đoạn clip, Kim Ngân mặc đồ tối màu bên trong, mặc áo khoác da bên ngoài, mái tóc được cắt gọn, nhuộm và uốn xoăn. Theo lời kể của Thúy Nga, khi nữ danh hài đang ngồi ăn trưa cùng một người bạn thì chị Kim Ngân đi ngang qua và tới chào hỏi khiến cô không khỏi xúc động. Trong đoạn video, Thúy Nga hỏi han về cuộc sống hiện tại của ca sĩ Kim Ngân. Cô hạnh phúc khi biết đàn chị có nơi trốn đi về và không còn ngủ ngoài đường như trước kia nữa. Thúy Nga không khỏi bất ngờ khi Kim Ngân nhắc tới bé Nguyệt Cát, con gái danh hài của Thúy Nga đó. Đồng thời, đàn chị bày tỏ mong muốn được về ở với má hai. Má hai là cách gọi thân thuộc mà ca sĩ Kim Ngân dành cho Thúy Nga. Bà gọi Thúy Nga là má hai và xưng con. Sau khi trò chuyện hỏi thăm sức khỏe, nữ danh hài cũng gửi tặng Kim Ngân một số tiền để chi tiêu và không quên dặn dò. Bất cứ khi nào cô muốn gặp thì chỉ cần nhắn mọi người là Thúy Nga sẽ đến. Bởi vậy, giống như Nguyễn Du đã tả Thúy Kiều như thế nào, thì mình thấy câu thơ của Nguyễn Du cũng rất thích hợp, tương tự giống như là tâm trạng hoàn cảnh của ca sĩ Kim Ngân. Hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một.
tài đần họa hai. Cuộc đời này thật là vô thường phải không các bạn? Mình cầu mong ca sĩ Kim Ngân được tìm niềm vui, hạnh phúc và bình yên trong tuổi già. Đời người biết sống bao lâu, hãy sống cho tốt, trao nhau chữ tình. Người đời cũng lắm thị phi, hơn thua ganh ghét cũng vì lợi danh. Đừng nên cứ mãi tranh giành, trở về cát bụi cũng thành khói mây. Ai ơi hãy nhớ câu này, cùng nhau sống đẹp, đổi thay cuộc đời. Cầu mong hạnh phúc khắp nơi, cầu mong khắp chốn, an vui, yên bình.